Đây này chắc đại mày. Lương cao nữa mà. Thường thường lương kia thấp lắm. Chị thấy thấp mà. Mà ở bên mình cũng khỏe. Ví dụ như thưởng đồ làm theo ấy nữa. Thưởng là ví dụ như bán sản phẩm thêm rồi gì đó. Với lại gậu đào này chủ yếu tiền bo nữa mà. Ăn gậu ok thì họ bo thôi chứ. Cái gì? Vậy gì? À. Vô à, máy like mày chắc ít xem tò mò đó, tò mò những người tò mò là vô xem chứ không like đây bao khi mua mà ta sẽ up xong xuôi là lay nữa để chuẩn bị ra cho nhiệm vụ là Hà với lại là Hậu là mua Hà mua cái gì đó, Hà mua cái lau nhà đây, còn Hậu mua cái xô rác, cái quét rác, cái xô rác. À đi chung à. Cứ mua rảnh rảnh cái hai chị em xách hai chạy mua xong đây mình. Ví dụ rảnh. Ờ thì đó, rõ ràng em kêu đi chung, chị mới kêu đó đó. Chị thấy Huệ chở em qua đây qua. Ví dụ ngày em nà thứ không được. Chuyện gì hả? Mua khỏe lắm hôm bữa em mua một cả rồi họ chở đến hôm bữa em mới Cali vô mua cả hết nói chung một chỗ là họ bán đầy đủ hết luôn xong cái họ chở lên cho mình luôn xong cái họ chở cho mình thấy luôn đâu có cần phải chở về gì đâu mình đâu cần chở về mới. À rồi thì chủ yếu là mình đi chọn thôi đó. Đi chọn, mua thôi, nhưng mà chỗ mua đó. Bán đồ được nữa mà giá đồ ok nữa với nhiều thì người. Mua cái thì mua chợ được. À. Còn nồi thì chị nồi chắc chị vô trong chị mới xanh. Mua nồi thì tụi em đi mua giùm chị luôn với. Nồi nó là nồi điện từ gì đó. Bếp điện từ đó. À, thì nồi nó phải nấu đó, bếp điện từ là bếp là có đó. Trong bếp hết rồi. Thiết bị bếp là có hết bộ, rồi. Giống em nhà đó, đít dài dài á, đít từ á. Ừ, đít dài dài đó, đít dài là được. Nằm lúc luôn em. Cái này Hà biết nè, Hà đi mua giùm chị luôn với. Còn nồi cơm điện mua luôn nè. Đồng điện trước mình còn nồi, đứa em mua cho dùng. Còn ở đâu? Nhưng mà cái nồi bên đi hư mua ở đâu? Chị mua ở chỗ điện mấy cái này dư ở nhà chị hả? Không, ở đây tiệm mình mà em nhớ không? Cái nồi bên đây nó cũng sắp rồi. À nhưng mà nó mới nãy biết rồi. Ừ, do chị An bên đây An ghê quá mà. Em không thấy mấy đứa không nói chị tưởng là dư chị đưa sang bên. Nó nãy sang rồi. Đang nấu nhiều nữa kìa. Đúng rồi, mình nấu cơm nhiều quá mà ăn như hầm đậu cho mình. Thật ra mình ăn cơm cũng không nhiều nữa nha. Ăn toàn giảm cân. Ừ, nước có chén không Mà tụi nó ăn vặt á chứ. Tụi nó hay mua bánh luôn đi. Em với chị em đi làm về trưa em ăn có bát, chưa đến bát cơm nữa. Chù cho mẹ ơi, muốn lũng tráng nữa chưa ra. Thế thôi nó ông bì ông về thì coi nè, còn cái ông kia ông kêu ông bắt cái gì cái giờ 12 giờ ác vậy ông cha nó chở xuống ông gì nói anh đi ăn cơm đến ở bên đó Ấn Độ nó ông mua cơm sộp cơm sườn ông ở bên nó cha đi chứ chạy về ngoại thân nữa thì chứ em chạy về ăn cơm rồi đi lại em nhé. Rồi xí nữa, chị còn đi về nữa, chị đi lái xe mấy đứa đi được. Không, chị phải nhờ này xí nữa lỡ mà ấy là kêu hiệu qua khi dừng.
thì chơi chỉ nhờ được Huệ. Ừ, khiên thôi, liền khiên nấu luôn rồi. Ừ, không được cho làm đàn bà. Chị Loan còn khiên được. Chị gọi ấy là ấy xong là ông vô ông bắt, ví dụ như mình ông chở giường qua tới nơi rồi, để đó là mình có đường ống nước rồi ấy rồi ông bắt bán cái gậu là phải kèm theo những cái nước rồi khiêng tới nơi ráp đồ dọc chứ thôi. Chị thấy bên nó bán là nó chở rồi nó khiêng vô nhà rồi luôn chứ. Cái bên làm đầy đủ này lại đây ông nói là đang chứ kiểu như ông kêu thì em kiếm người khiêng chứ một mình ông lấy xe nó rằng khiêng được cái giường nó nặng, giường của đầu nặng lắm, nó không như cái giường đầu đâu, cái giường nó chỉ mua gần 5 triệu cái mà chứ chị không mua loại rẻ nữa, cái loại bằng sứ bằng đồ nó dùng trong bày luôn, với mỗi lần mua lần đủ mệt thôi. Với lại là xác định rồi, không thì mình ấy lại làm giường ấy được mà, nằm muộn được mà. Bé thở rồi. Chị xin nghe. À, chị chờ. Theo cổ rồi. Anh đang xuống bắn qua mấy kia luôn nha. Chứ không quay nhé. Mới lộn, lộn số này. Để nhớ số. Không, do cái cổ vẫn đang bị đau nữa. Em nghĩ làm này cả đáng năm rồi. Cổ vẫn với lại bị thái hóa sẵn rồi. Làm với em sao khỏi làm với cho. Ngày 1/6 là chỗ này là chắc bận rộn nè, không chưa biết mang đồ chay gì đây nè, chắc mang đồ bình thường đừng làm lố quá, ráng cúp đi sao, chị cũng phải đi make up mà, khi là phải cho nó khác ngày thường xí chứ, ngày thường đẹp rồi ngày nó không lẽ không đẹp như ngày thường là không được, đẹp hơn. Nhưng mà chính là phải ấy. Để theo người chụp hình nữa thì. Nhưng mà em đi làm khách nên cũng mặc bình thường. Em kệ thả lỏng ra. Không, nhưng mà mình phải đẹp chứ em, nhân viên là phải đẹp đó ngay. Không phải là sao đâu. Thì mặc đồng phục chứ, nhưng mà phải đem theo bộ đồ nữa. Thay cái váy đẹp nó chụp rồi vô thay. Không, mình qua mình chụp trước. Ta đăng lên trên file luôn chứ. Những người sợ những người mình cần họ ngày nó họ bận với chị chờ. Nó buồn luôn. Để tìm những người nào còn khí vũ làm cho mình chưa biết. Đưa cho cái thằng mày kia. Làm cái gì đó kìa. Dân bé nó đau quá nè. Chị cũng mệt luôn rồi đây. Tự nhiên người mệt nha.
chứ trời. Giờ chị nói bữa trưa là luôn luôn có chị. Mười mười sáu. Được rồi.